và các bạn đang theo dõi chương trình Bếp Yêu Thương với sự đồng hành của nhãn hàng dầu ăn cao cấp Meizan. Và hôm nay đồng hành cùng với hành trình của Bếp Yêu Thương là một ca sĩ có chất giọng rất tuyệt vời, và đó chính là chị Ánh Tuyết. Em chào chị. Chào em. Dạ. Đây là lần đầu tiên hai chị em mình lên đây phải không? Dạ vâng. Nhưng mà không phải là lần đầu tiên chị Tuyết đến với chương trình Bếp Yêu Thương đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, lần thứ ba rồi. Dạ, chị đến lần thứ biết 3. Là chị Tuyết đã từng được đến miền Trung này, đúng không ạ? Quê hương của chị. Đúng rồi. Và ngày hôm nay thì lên với đất trời Tây Bắc với một cái khung cảnh tuyệt đẹp như thế này thì cảm xúc của chị Ánh Tuyết thế nào? Có thể nói rằng là cảm xúc thì rất là tràn, bởi vì một khung cảnh rất đẹp. Nhưng mà ngoài cái khung cảnh đẹp thì bao nhiêu cảm xúc nó đang dâng trào như vậy. Dạ. Thì mình lại bất ngờ nghe đến một cái thông tin, tức là một cái trường học mà chúng ta sắp sửa đến thăm. Dạ. Thì nó lại quá xa và quá cực nhọc cho các em bé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một xã rất là nghèo của Mường Khương, Lào Cai này. Và đó chính là xã Tung Chung Phố. Và nơi mà chúng ta sẽ đến đó chính là căn bếp yêu thương của trường Trung học phổ thông Tung Chung Phố. Và chị nghe nói rằng là ngày hôm qua có một trận mưa và sáng hôm nay có 10 em bỏ học. Đúng rồi ạ. Và nghe nói rằng là cái đường đi học thì lên dốc xuống đèo, đi vòng vòng rất là khổ sở mà đúng các rồi. Em đi học xa. Vâng. Nguy cơ bỏ học rất là nhiều. Đúng rồi ạ. Cho nên là cái điều này không biết chúng ta sẽ cải thiện như thế nào đây. Thì đó chính là cái mục đích mà chúng ta đến với cái căn bếp này, đó là sẽ cải thiện được phần nào bữa ăn cho các em ở Tung Chung Phố, và sẽ có để cho các em có thêm động lực để các em muốn đi học hơn. Vâng. Và hôm nay đến với chương trình thì em nghĩ là chị Ánh Tuyết sẽ phải trải qua một thử thách. Và với cái thử thách này, nếu như mà chị Ánh Tuyết vượt qua được ạ thì chị sẽ mang được 15 triệu đồng về cho bếp của trường ạ. Vậy á? Vâng. Và tất nhiên là còn có những phần tiền ủng hộ khác nữa. Nhưng mà quan trọng nhất ở đây là sự cố gắng mà chị sẽ phải vượt qua. Vậy thì chị sẽ ráng cố gắng hết sức. Dạ vâng. Nhưng mà chị cũng thông báo cho biết rằng ngày hôm qua khi mà chị nhận thông tin đi lên đây đó, dạ, thì tình cờ có một cái chị bạn Việt kiều Úc ở bên Úc, vâng, chị gọi điện thoại về và chị có xin được 5 triệu đồng để ủng hộ cho chương trình này. Tuyệt vời quá. Vậy thì chị em mình sẽ đến trường đó ngay bây giờ nha chị nhé. Đúng rồi. Vâng, vâng. Là điểm trường trung học duy nhất cho học sinh ở cả 6 thôn của xã nghèo Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Trường phổ thông trung học Tung Chung Phố nằm ở một vị trí heo hút, giáp ranh biên giới. Xung quanh hoàn toàn không có khu dân cư. Cả trường có 17 thầy cô, phụ trách 4 lớp với 84 em học sinh, đa phần là dân tộc thiểu số. Nhà xa, mỗi ngày các em phải mất hàng giờ trèo qua những cổng trời cao vút để đến trường. Ngày nào học thêm buổi chiều, các em mang cơm hoặc mèn mén theo ăn với muối, còn không thì nhịn đói bữa trưa. Thương học trò, các thầy cô vẫn thường trích phần lương ít ỏi để mua thêm thức ăn cho các em. Cuối năm trước, nhờ chi phí ủng hộ từ chương trình Cơm Có Thịt, các em được hỗ trợ một tuần 3 bữa cơm trưa trị giá 6.000 đồng do thầy cô và phụ huynh thay phiên nhau nấu ngay tại bếp của trường. Gọi là bếp ăn, thực chất chỉ là một góc nhà để xe được các thầy cô tận dụng lại. Nhưng chính từ góc bếp đơn sơ này, bất chấp những ngày mưa bão, những ngày đông giá, các thầy cô vẫn không nề hà tìm củi, tìm bạc che chắn và nấu những bữa cơm trưa thật nóng, thật ngon cho học trò. Với các thầy cô ở Tung Chung Phố, điều khó nhất là phải giành giật học trò với phụ huynh. Khác với lứa tuổi tiểu học, phụ huynh nghèo thường muốn gửi con đến trường để tiện lên nương rẫy. Trung học là tuổi các em đã biết làm việc, nhiều em còn là lao động chính trong nhà nên thường bị cho nghỉ học giữa chừng. Từ khi có chương trình hỗ trợ cơm trưa, việc vận động các em đi học cũng dễ hơn đôi chút. Những phần cơm tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này thực sự là niềm động viên, sẻ chia ấm áp của các thầy cô, các nhà hảo tâm dành cho việc học của những em học sinh nghèo miền núi vùng cao. Chị. Vâng. Ôi, em chào các chị. Vâng. Em chào các chị. Chị Hiếu thân mến, hôm nay thì em và ca sĩ Ánh Tuyết đến thăm trường và rất là mong muốn được nhìn thấy cái góc bếp của trường mình để dành cho các con ăn trưa ấy ạ. Vâng. Thì chị có thể chỉ cho em bếp của trường mình ở đâu? Vâng, em với các chị với các anh đi ra gọi, thực ra gọi là góc bếp thôi, nhưng mà đây thì là chúng em là một cái góc nho nhỏ để dựng tạm để nấu ăn cho các cháu học sinh thôi. Sắp đến giờ ăn trưa rồi đúng không ạ? Vâng ạ. Dạ, thì vâng. Ngày hôm nay là các cháu có 4 tiết. Vâng. Vâng. Thì 11 giờ là các cháu làm đến bữa ăn trưa của các cháu. À, vâng. 11 giờ ạ. Thế vâng. Cái suất ăn ở đây thì có đầy đủ không ạ? Các cháu thì đều là gia đình hộ nghèo, thế và anh được chương trình cơm có thịt, các anh hỗ trợ trong bữa ăn là 6.000 đồng trên một suất ăn buổi trưa. Thì còn các cháu học sinh thì góp gạo với góp củi, còn phụ huynh thì đến cùng chia sẻ với các thầy cô để nấu ăn hỗ trợ cho các cháu. À, vâng. Vậy thì quá tốt. Vâng. Như vậy rồi cái bếp của mình hàng ngày như vậy có khi nào bị gián đoạn không? Thực ra cũng có nhiều lúc là vâng, rất là thiếu thốn. Ví dụ như là các em bây giờ đang vào mùa giáp hạt thì huy động các em đóng góp gạo để mang đến trường ấy rất là khó. Hay hoặc là vào những thời tiết mưa rét hàng tháng trời ạ, cái việc duy trì củi để nấu ăn cho nhà trường cũng vâng rất là khó khăn. Vậy mà em thấy cái trường hôm nay em nhìn trường như vậy thì rất là khang trang. Em thấy là cái tổng lực của đội ngũ giáo viên dành cho các em học sinh như vậy thì em thấy rất là vui. Và bọn em đến đây với bếp chuyên nghiệp Bếp Yêu Thương thấy rất là thích. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào bếp nhé. Đây ạ. Vâng. Bây giờ em sẽ giúp cho các cô ở đây thái thịt đúng không ạ? Vâng. Em sẽ phụ được nhé. Dạ vâng. Hãy chung tay bữa cơm yêu thương, hãy chung tay cho những mong đợi, từ con tim sẽ chia ân cần đó luôn âm thầm bên nhau, cùng vươn cao thắp lên. Cũng như các bạn, Hảng Seo Nổ thích những ngày được ăn cơm trưa ở trường. Không chỉ bởi thức ăn ở trường đầy đủ hơn, mà còn vì cơm do thầy cô nấu mang theo cả hơi ấm gia đình, cây ấm áp quê quần mà lâu rồi đã vắng bóng trong ngôi nhà không còn bàn tay mẹ của Nổ. Nhà nghèo, 4 năm trước, mẹ Nổ quyết định sang Trung Quốc đi làm kiếm tiền, rồi lấy chồng khác. Hiếm hoi lắm mới có điện thoại về. Anh lớn đã lấy vợ, bà và bố bệnh tật, già yếu. Nổ trở thành lao động chính trong nhà. Cậu con trai lóng ngóng phải gánh vác hết mọi việc thay vai trò của mẹ. Từ chăm sóc nhà cửa, nấu cơm, nấu nước, băm rau, chăm nuôi mấy con heo, cho đến phát cuốc lên nương trồng ngô. Vào vụ mùa thì thay bố đi làm đổi công cùng mọi người trong thôn. Nổ làm việc giỏi giang như một người đàn ông đã trưởng thành. Cũng chính vì vậy, bố em đã bao lần bảo em nghỉ học, ở nhà phụ bố. Việc học hành cứ trúc trắc mãi, nên dù năm nay đã 17 tuổi, Nổ mới chỉ học đến lớp 8. Vất vả đủ bề là vậy, nhưng Nổ vẫn luôn kiên trì, ước muốn được học hành. Em đủ lớn để hiểu rằng chỉ nỗ lực học tập mới giúp em có cơ hội thay đổi cuộc sống khó khăn của gia đình. Mỗi ngày, sau hàng tá việc nhà, việc rẫy không tên, Nổ lại dùng hết sức mình vào việc học. Nổ đang cố gắng học hết trung học và nếu có thể còn muốn học hết cấp 3 rồi đi học nghề. Em không muốn như những bạn bè đồng trang lứa khác bỏ học sớm để đi làm. 15-16 tuổi đã cưới vợ rồi lại tiếp tục vòng lẩn quẩn với cuộc sống nghèo khổ và không trọn vẹn như bố mẹ em. Mùa nắng cháy, mùa mưa rét, mùa giáp hạt bận rộn. Những bước chân đầy nghị lực của cậu học trò vẫn thoăn thoắt leo đèo vừa qua cổng trời để được đến trường. Ở đó em có bạn bè, có thầy cô, có những bữa ăn ấm áp tình cảm gia đình và còn có cả ước mơ cho tương lai. Cô có thể chia sẻ thêm cho chương trình Bếp Yêu Thương được biết thêm về hoàn cảnh của bạn Nổ được không ạ? Vì điều kiện hoàn cảnh gia đình của em cũng rất là khó khăn, mẹ đi bán công ở bên Trung Quốc, sau đó cũng vì cuộc sống mà mẹ em lại phải ở lại luôn bên đó mà không về được Việt Nam. Thì là hàng ngày thì em sinh sống cùng với bà và bố. Và em thì hoàn cảnh rất là khó khăn nhưng mà em là một học sinh rất là hiếu học, chăm ngoan của nhà trường. Thế thì ở nhà con thì con giúp bố được và bà được những việc gì? Đi học về thì lại đi râu. Bố và bà làm việc một tí. Bà bố và già yếu. Bà và bố già yếu. Như vậy thì cái điều kiện công việc nhà này, lo cơm nước cho bố, cho bà này. Rồi có khi nào con phải bỏ học không? Thưa cô, muốn đang thì nghỉ trước 3-4 buổi nữa. Con lúc mà nghỉ 3-4 buổi. Khoảng đường đi học từ nhà con đến trường bao xa? Thưa cô, xa. Về từ nhà đến đây mới 1 tiếng rồi. 1 tiếng đi bộ. 1 tiếng. Rồi như vậy ngày hôm qua trời mưa to vậy làm sao con đi? Thưa cô, con có đi không? Thưa cô có. Che ô. Che ô. Con đến trường đó. Những cái buổi ăn ở trường đó con thấy có ngon hơn ở nhà không? Thưa cô có. Ngon hơn rồi. Có cái gì khác không? Có thịt. Có thịt. Ở nhà thì con ăn gì? Ở nhà thì ăn cơm và rau. Cơm và rau. Cơm của các cái cháu chủ yếu chỉ có cơm với rau cải với lại ớt thôi ạ. Vâng. Thế sau này Nổ mơ ước được làm nghề gì? Thưa cô, em làm nghề sửa chữa điện. Thông em chưa có điện. Làm nghề sửa chữa điện vì ở thôn nhà chưa có điện. Chưa có điện. Rất là hay. Giúp cho bà con sửa chữa điện. Giúp bà con sửa chữa điện. Cô hy vọng là con sẽ học giỏi nè và con làm theo được cái ước mơ của mình, giúp cho bố cho bà nè. Và hy vọng là một ngày nào đó mẹ sẽ về thăm các con, phải không? Và chỉ một chút nữa thôi thì bạn Hảng Seo Nổ sẽ nhận được phần quà trị giá 15 triệu đồng từ nhà tài trợ của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi phần thử thách dành riêng cho nhân vật chính của chúng ta. Đó chính là ca sĩ Ánh Tuyết. Bây giờ đến phần thử thách dành cho nhân vật khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Ca sĩ Ánh Tuyết sẽ phải xây xong khoảng sân này với chỗ xi măng này trong vòng 30 phút. Và nếu như chị giành được chiến thắng thì chị sẽ mang được 15 triệu về cho Bếp Yêu Thương của trường. Tất nhiên là chị không nên quá lo lắng bởi vì bên cạnh chị đang có 2 tình nguyện viên. Và 2 bạn ấy sẽ giúp chị hoàn thành xong cái công việc này trong thời gian là 30 phút. Nhưng mà em nghĩ là chị sẽ phải cố gắng rất là nhiều đấy. Bởi vì 30 phút mà xong cả cái chỗ này là hơi bị khó. Chị có sợ không? Không, mình nghĩ là vì 15 triệu dành cho bếp ăn của nhà trường cho nên mình sẵn sàng. Không biết bất cứ lúc nào. Và càng nhanh càng tốt, bằng mọi giá. Rồi, nhất trí. Bây giờ thì thời gian sẽ chính thức bắt đầu. Rồi. Vâng, xin mời. Rồi. Lần đầu tiên ca sĩ đi làm xây dựng và không biết là có dễ không nhưng mà mới có mấy cuốc là đã thấy đau thắt lưng rồi đó. Không biết các thợ hồ như thế nào, hàng ngày họ đứng ở ngoài công trường nè, nóng nè, nắng nè và làm việc rất là nhiều. Mình thì chỉ mới có mấy cuốc thôi mà cảm thấy là thở không ra hơi rồi. Không biết là liệu trong 30 phút mình có hoàn thành nổi không đây. Công đoạn cuối cùng là công đoạn chúng ta ban ra để cho nó có cái mặt bằng. Nhưng mà như chúng ta bị vội quá, chúng ta làm nước nó hơi nhiều, phải đợi, chúng ta phải đợi cho nó rút nước, nó hơi lâu. Em đáo chị một tin mừng, đấy là đã 25 phút trôi qua và bây giờ chúng ta đến công đoạn cuối cùng rồi. Đúng rồi. Anh ơi, anh bây giờ là còn khoảng bao lâu nữa xong hả anh? 5 phút nữa. 5 phút có xong không? Chắc chắn 5 phút là xong. Chắc chắn là xong, em thấy là chỗ này là gần xong rồi, chỉ cần là phẳng thêm một tí xíu thôi. Thế là mọi người hoàn thành rất xuất sắc đấy ạ. Chị Tuyết cố lên, em biết chị rất đau lưng. Thế Thế là nhà trường đã tháo thêm một khoảnh sân nữa cho các bạn rồi. Rất là tuyệt vời đấy ạ. Ôi, chúng ta đã hoàn thành rồi. Ok, vậy là xong rồi nè. Như vậy là mới hết có 28 phút thôi. Nhưng mà chị Tuyết và hai tình nguyện viên của chúng ta đã hoàn thành xong khoảnh sân cho các bạn. Và chúng ta có thể thấy là chắc chắn 15 triệu đồng sẽ được đưa về cho bếp của chị. Chúc mừng chị. Mặc dù là hoàn thành, mặc dù là không được đẹp nhưng mà hoàn thiện. Với lại người không phải là người lao động, không phải là người xây hồ, không phải thợ hồ. Nhưng mà xây như này thì anh Tuyết cũng cảm thấy hôm nay mình có thể làm thợ hồ được rồi. Rất là vất vả đúng không? Em thấy mồ hôi của chị tứa rất là nhiều. Vâng, và để kỷ niệm khoảnh sân này cho các bạn học sinh ở trường thì em nghĩ là chúng ta có thể để lại một dấu tích của chúng ta. Đó là chữ ký của chị Ánh Tuyết, em đã chuẩn bị cho chị rồi. Vậy thì chị sẽ thay mặt tất cả chương trình Bếp Yêu Thương sẽ để lại một chữ ký dành cho các em, nhân cái kỷ niệm mình lên thăm các em, nấu một bữa cơm thân tình. Vâng. Và đã dành một cái chiến thắng về cho các em. Dạ đây, chị ký góc này nhá. Rồi, đây, góc bên phải của sân. Ha ha. Đẹp quá. Em nghĩ là các bạn học sinh ở đây sẽ mãi mãi ghi nhớ cái khoảnh sân này đã ghi dấu một ngày đẹp trời. Chương trình Bếp Yêu Thương đến với chúng ta và đặc biệt là nhân vật khách mời ca sĩ Ánh Tuyết đã bỏ công sức của mình ra để mang đến cho các bạn ấy một món quà cả về tinh thần lẫn vật chất. Đến với Bếp Yêu Thương của Tung Chung Phố, chúng tôi sẽ dành tặng một phần quà trị giá 15 triệu đồng tiền mặt và 1 năm sử dụng dầu ăn cao cấp Meizan. Bây giờ chúng tôi sẽ xin trân trọng kính mời nhà tài trợ, ông Nguyễn Thế Phương, đại diện cho nhãn hàng dầu ăn cao cấp Meizan sẽ trao phần quà này cho bếp của trường ạ. Xin gửi tặng cô một chút quà từ nhãn hàng dầu thực vật cao cấp Meizan và kính chúc các thầy cô giáo dồi dào sức khỏe để tiếp tục công việc rất là có ý nghĩa này. Xin cảm ơn chương trình Bếp Yêu Thương đã đến thăm, động viên, chia sẻ với các thầy cô và trò của trường. Và tiếp theo sẽ là một phần quà trị giá 15 triệu đồng từ nhà tài trợ cho nhân vật thụ hưởng của chương trình, bé Hảng Seo Nổ. Xin mời anh. Và hy vọng món quà này sẽ là nguồn động viên cho em để em tiếp tục học tập. Hôm nay khách mời đặc biệt của chương trình Bếp Yêu Thương là một nhân vật rất nhiệt tình. Đó chính là nghệ sĩ Ánh Tuyết và cô đã chiến thắng trong thử thách của chương trình đưa ra. Đó là trong vòng 30 phút cô đã giúp cho nhà trường xây dựng được một khoảng sân xi măng cho các bé. Và bây giờ thì cô sẽ dành tặng phần quà 15 triệu đồng cho nhà trường. Xin mời cô ạ. Khi mà Ánh Tuyết đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra đó thì có một chị bạn ở bên Úc, chị tên Linh, và chị gọi điện thoại hỏi thăm thì Ánh Tuyết mới nói là cái chuyến đi Ánh Tuyết đi cái công việc như thế này thì chị kêu là xin gửi 5 triệu đồng thì trong đó 3 triệu dành cho tặng cho Bếp Yêu Thương của nhà trường. Và 2 triệu đồng nữa thì chúng ta dành cho nhân vật thụ hưởng của chúng ta. Đó là em Nổ nha. Và chúc em sẽ học giỏi và ngoan nhá. Rồi, cảm ơn cưng. Và ngày hôm nay những món quà khác sẽ dành tặng cho bếp của trường sẽ gồm có món quà của anh Ngọc Phúc đến từ thành phố Hồ Chí Minh tặng nhà trường một đầu thu vệ tinh trị giá 1 triệu đồng. Anh chị Kim Nguyễn, Việt Kiều Mỹ tặng bếp ăn nhà trường 100 đô la Mỹ. Em Thành, Việt Kiều Nhật ủng hộ bếp 1 triệu đồng. Chị Huệ Châu, Việt Kiều Nhật ủng hộ bếp 2 triệu đồng. Em xin gửi thêm cho chị. Vâng, xin cảm ơn ạ. Vâng, và với nhân vật thụ hưởng của chúng ta là em Nổ, chị Huệ Châu, Việt Kiều Nhật ủng hộ em Nổ 2 triệu. Thuần Việt quán số 3 đường 1A, khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và giao nhận vận tải Đại Sơn, thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 3 triệu đồng. Em Thành, Việt Kiều Nhật ủng hộ em Nổ 1 triệu đồng. Và chúng tôi xin được gửi thêm cho bé Nổ những tài khoản này. Quý vị đừng quên truy cập vào trang web bếp yêu thương.vn để tìm hiểu những thông tin về chương trình, cũng như đừng quên đóng góp vào tài khoản của chúng tôi, tài khoản Báo Tuổi Trẻ với số tài khoản là 1020 1000 0118 248, Ngân hàng Công Thương chi nhánh 3 thành phố Hồ Chí Minh với nội dung là ủng hộ chương trình Bếp Yêu Thương. Chúng tôi luôn luôn chờ đợi những tấm lòng hảo tâm của quý vị. Ngày hôm nay đến với trường Tung Chung Phố, chúng tôi sẽ dành tặng 5 suất học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và sau đây sẽ là tên của các bạn. Xin mời các bạn lên sân khấu để nhận quà. Tung Thị Điệp, dân tộc Pa Dí. Tiếp theo là bạn Hoàng Phà Lìn, dân tộc Giao. Giàng Xeo Trư, dân tộc Mông. Giàng Thị Lan, dân tộc Mông. và cuối cùng là Giàng Xeo Ca. Và 5 bạn sẽ nhận được 5 phần học bổng, mỗi học bổng trị giá 1 triệu đồng từ nhà tài trợ và nhân vật khách mời. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chúc mừng các bạn nào. Rồi, ngoan như không? Rồi, các bạn nào. Thưa quý vị, chương trình Bếp Yêu Thương với sự đồng hành của nhãn hàng dầu ăn cao cấp Meizan. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại. Bếp yêu thương mang hạnh phúc từng ngày. Bếp yêu thương mong được luôn sẽ chia. Bếp yêu thương đang cần những tấm lòng chiều con tim tỏa lãng trong tình.